Hello, my Freider. Hallo. Wie geht's? Mir geht es sehr gut. Wie geht es dir? Mir geht's auch gut. Schön. Ja, welche Stadt wohnst du? Ich wohne in München. München? Ja. Yeah. Und wie viele Lederhosen hast du? Eine. Eine. Eine gute reicht aus. Oh, gut, yeah. Guys. Was ist deine Farbe? Die von der Lederhose? Genau das. Ein Hirschleder, ein dunkles Braun. Dunkle Blau. Oh. Braun. Hier. Ja. Braue Haare. Ja, like the good black. Black. Ja, das Schwarz. Gut, ja. Ja. Ja, first day, ja. So, wie lange bist du schon hier? Seit gestern, ein Tag. Gestern, oh. Wie lange deine Flug von Deutschland nach hier? Hast du deine direkt? Oder? Ich bin von Thailand gekommen. Ich war 2 Monate in Thailand. Und bin von Bangkok nach Hanoi geflogen. Oh, ja, yeah. Thailand. Erstens in Thailand. Ja. Yeah. Gibt es große Flughafen in Frankfurt? Ne? Ja, in Frankfurt, aber ich bin von München geflogen. München, Flughafen in München auch. Yeah. Yeah. München ist in der Nähe Österreichs. Ja, ist im Süden. Ja, und die Kulturen sind ganz anders mit die Berlin oder Hamburg Hafen, ne? Ja, sehr anders, ne? Komplett anders. Komplett anders, ja. Unterschiedlich. Ja, ja. Oh, interessant. Ja, ich lerne Deutsch im Internet. Wow. Ja, aber für mich, Deutsch ist sehr schwierig für mich. Ja, verstehe ich. Aber du sprichst sehr gut Deutsch. Danke sehr, ein bisschen. Ja. Ich mag Musik von Rammstein. Oh, ja. Ich liebe Rammstein. Rammstein, ja. Du hast mich. Und vừa rồi cái video ngắn tôi cắt cái phần 1 là nói chuyện một các bạn ở thành phố Munich ở phía nam của nước Đức. Đấy. Thành phố này thì nó nhấp áo thì văn hóa cái thành phố này mà áo thì gần như là rất là gần gũi. Và thường thường thì tôi thấy người ta kể rằng là văn hóa của nước thành phố này mấy cái Dortmund với cả Berlin hay là Hamburg thì khác nhau. Không phải cứ những cái thành phố trong một cái quốc gia là họ tức là không giống nhau. Nó tùy vùng thôi, có những cái giống và có những cái đặc thù khác nhau. Đấy. Đây là thì tôi có cơ hội may mắn là được đi nói chuyện với cả người Đức, người Pháp, người Tây Ban Nha mỗi cuối tuần. Đấy. Anh chị nào có nhu cầu học tiếng Đức thực tế và online hay là tiếng Anh thì báo tôi nhé, tiếng Anh Grammar. Cho anh chị người học hành hiệu quả và nhiều niềm vui.